Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Lan Hoa Phong có đi gửi hàng thì quay clip cho quý vị cùng ngắm chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của tác phẩm Năm Hình Trang Phú Thọ gửi cho một chị khách ở Thái Nguyên. Rất là đẹp. Quý vị đã nhìn thấy trước mặt hàng thì khá là đẹp. Đây là một siêu phẩm. Đây là gửi hàng đi các tỉnh Nam Bắc, bến xe đó, cho toàn thể quý vị cùng ngắm qua những cái tác phẩm tuyệt đẹp này. Tác phẩm này thì trên thị trường rất là hiếm có, không có nhiều đó, quý vị nhìn thấy thì cực kỳ tuyệt phê rồi đó, rất là đẹp, thực sự rất là đẹp luôn quý vị ạ. 2, 4, 6, 7 thân rất là to, rất là khủng luôn, và cây thì rất là phát mạnh, đang đi rất là lực đó. Siêu phẩm có 102, rất là đẹp. Và video hôm nay quay ngắn để cho quý vị cùng chiêm ngưỡng lại cái vẻ đẹp của những tác phẩm này đó. Và video xin được kết thúc. Xin mến chào toàn thể quý vị, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những video mới hàng ngày. Xin chào thân ái.